Hi, xin chào mọi người. Thì sau 4 đến 5 hôm thì khi mà sơn đã khô rồi thì hôm nay thì mình bắt đầu ngâm bể. Thế thì quy trình ngâm bể thì nó rất là đơn giản. Thường thì rất là nhiều anh chị em ngâm bể thì hay chọn những đi chặt chuối về để ngâm để cho xi măng cũng như mùi nó bay hết. Nhưng mà thường ở những cái nơi thành phố lớn ấy, người ta không có chuối thì không thể đi chặt chuối được. Thì có một giải pháp đơn giản nhất để mình có thể là ngâm bể nhanh gọn, chỉ sau từ 2 đến 3 ngày mùi nó sẽ hết sạch. Đó là mọi người có thể mua phèn chua nha mọi người. Thì ở đây thì mình làm một 10.000 phèn chua thì nó tầm khoảng độ nửa cân gì đấy. Với cái bể dung tích tầm khoảng độ 300-400 lít như thế này thì mình chỉ dùng tầm khoảng độ từ 3 lạng cho đến 4 lạng phèn chua thôi mọi người. Vì người ta ước tính là một khối thì ngâm một cân phèn chua. Nếu như hồ nhà bạn lớn thì từ một khối thì ngâm một cân, hai khối thì ngâm 2 cân phèn chua thì nó sẽ giúp cho cái tẩy đi những cái mùi xi măng cũng như là mùi của sơn nó rất là hiệu quả nha mọi người. Chỉ cần ngâm tầm khoảng độ 2-3 ngày thôi, sau đó mọi người ngâm lại là rất là ok. Thì khi đổ phèn chua vào sẽ có một cái phản ứng hóa học với nước là nó sẽ tạo lên sự kết kết tủa, và từ chính những cái sự kết tủa đấy thì nó sẽ lấy hết những cái mùi cũng như là những của xi măng cũng như là cái mùi của sơn nha mọi người. Như mọi người đang thấy là khi mình đổ phèn chua vào ấy thì lập tức nó kết tủa luôn cùng với nước đó. Và mình cứ ngâm như thế này tầm khoảng độ 3 ngày, ai kỹ hơn thì 4-5 ngày, như mình thì mình chỉ ngâm 2-3 ngày thôi là mình có thể thay nước được rồi đó. Và sau 3 ngày thì đây là cái đợt ngâm nước lần thứ hai. Ngật ngâm nước lần thứ hai này thì mọi người đợt ngâm nước với phèn ấy thì mọi người rửa sạch đi, sạch bể đi. Sau đó là mọi người cho nước ngâm lần thứ hai tầm 2 đến 3 ngày nữa, và mọi người sẽ phơi bể trong vòng 1 ngày. Đấy là mọi người có thể là thay nước mới vào được rồi. Như mình là mình ngâm phèn chua 1 lần này, sau đó là thay nước 1 lần thứ hai này, mình phơi 1 ngày. Và đây là sau khi mà phơi 1 ngày xong, mình châm nước lần thứ ba để rửa sạch hết những cái trong bể đi là mình có thể ok được rồi, mình có thể châm nước vào để chạy bể được rồi mọi người nhá. Mọi người không sợ gì đâu. Đấy, thực ra thì mình nuôi coi Việt nên là mình cũng những cái này mình đã làm rồi, còn coi Nhật thì mình chưa có kinh nghiệm, coi Nhật thì chắc là cần phải cẩn thận hơn. Thì đây là cái đợt mà ngâm nước để thay đi của mình để mình chạy thử cho bể mọi người nhá. Và cái đây thì mình cũng mua thêm những cái vật liệu lọc chuẩn bị lên cho cái dàn Baki của mình. Thì vật liệu lọc thì mọi người cũng mua đơn giản thôi. Đó là những cái loại như là bông lọc này, rồi máy bơm này, rồi sứ thanh này, rồi nham thạch này, đá lông vũ này. Những cái đấy thì bây giờ thì nó cũng rất là rẻ. Nham thạch như là 10.000 một cân, sứ thanh thì 8.000 một thanh, mua thanh nhỏ thì tầm khoảng độ 4.000 rưỡi một thanh. Còn lại thì đá lông vũ thì như là 23.000 một cân hay sao đó. Đấy, ở đâm bông lọc ở đây thì mình mua 2 loại bông lọc. Một loại bông lọc trắng mình sẽ để lên cái ngăn đầu tiên của Baki, và cái thứ hai là bông lọc màu xanh. Bông lọc màu xanh này thì nó cũng gần giống như kiểu là Gmat, vì bể này nó không to nên mình không chơi Gmat mà mình chơi cái bông lọc xanh này. Đấy, thì nó công dụng nó gần giống như vậy. Nó tạo một cái môi trường để mình có thể lọc nước nó trong nhất, và thứ hai nữa là để cho vi sinh nó có thể là trú ngụ được ở trong những cái bông lọc xanh như thế này mọi người nhá. Đó thì mình mua 2 cuộn bông lọc xanh và 10 cuộn bông lọc trắng. Bông lọc trắng thì sau 1 tuần thì mình thay đi 1 lần, còn bông lọc xanh thì sau tầm khoảng 1 tháng mình thay 1 lần là ok. Hoặc là mình có thể tận dụng cái bông lọc xanh này thì nó rất là cứng, thế nên mọi người có thể tận dụng là mọi người rửa đi và mọi người đặt lại cũng vẫn rất là ok nha mọi người. Cái bông lọc xanh này mình đã dùng cho bể to nhà mình rồi, mình cảm thấy là nó rất là bền, bền hơn rất là nhiều. Đó, ngoài ra thì mình cũng mua thêm một cái cây đèn sáng. Cây đèn này là cây đèn bình thường thôi, nó chỉ có trăm mấy thôi, nó không không nhiều tiền cho lắm. Vì bể này không phải là bể thủy sinh, hoặc là không phải là những cái bể mà chơi biotope hay thủy sinh, mà cần những cái đèn nó cao cấp, nó chỉ cần đủ sáng cho cá thôi, lên màu của cá thôi. Thì mình mua những cái loại đèn bình thường như thế này. Thank you.
đây là lúc mà mình ướm thử cái đèn này vào trong bể mọi người. Đèn này thì dành cho những cái bể từ 60 cho đến 80. Thì cái bể mini này nó cũng chiều ngang nó cũng chỉ có tầm 80 thôi. Đó. Nên là nó rất là vừa vặn mọi người ạ. Tí mình ghép theo cái chân đèn lên nữa là ok. Và khi thử đèn mọi người thấy là cũng sáng. Đó. Cũng rất là sáng. Như này là khá ổn cho một cái bể mini rồi, nó không cần đòi hỏi quá nhiều. Khi nhận cái đèn này mình cũng rất là bất ngờ là cái đèn này nó chạy bằng tắc te mọi người ạ. Cũng rất là buồn cười. Lần đầu tiên mình cứ tưởng nó là đèn led, nó ra nó là đèn tắc te. Như này là bể cũng khá sáng rồi. Bên trong mình có một cái đèn nhỏ 40 nữa là cũng rất là ok. Không cần quá cầu kỳ nhiều mọi người ạ. Làm sao mình tiết giảm chi phí lớn nhất cho mình chơi bể shop mini mà. Còn đây là cái bơm PIA. Đây là một cái loại bơm mới từ đầu năm 2020, nó rất là nổi. Đây là cái dòng bơm mà theo đánh giá là một cái dòng bơm nó bền và tiết kiệm điện. Và mình chọn một cái loại PIA đó là 6200, với công suất của nó là 2700 đến 3000 lít một giờ. Và cái lượng tiêu thụ điện của nó có 25W thôi. Nó rất là tiết kiệm. Với cái bể to nhà mình ở nhà thì mình cũng chơi một cái PIA 10000 và công suất của nó chỉ có 40W thôi. Nó rất là tiết kiệm điện, nó tiết kiệm hơn rất nhiều so với những dòng bơm khác như là Atman hay Zebao. Và đặc biệt nữa là cái bơm PIA này thì nó cũng có một vài cái điều đặc biệt trong cái trục quay của nó, giúp cho máy nó bền hơn. Thì mình sẽ có riêng một cái video để đánh giá về con bơm PIA này dành tới mọi người nhé. Thì đây là một cái dòng bơm công suất rất là nhỏ, nó có những công suất nhỏ hơn cả con này nữa. Công suất là 5200, tầm khoảng độ 2000 lít một giờ. Đấy, thì con bơm này thì là con bơm 3000 lít, 2700 đến 3000 lít một giờ. Đó. Thì mọi cái cũng đã chuẩn bị xong rồi. Trước khi mua cá thì cũng khuyên anh chị em là hãy làm tất cả mọi thứ ổn đã rồi mua cá, tránh tình trạng là mình cứ hồi hộp, mình mong chờ quá nên là mình chưa chuẩn bị xong công tác, nhất là làm nước cho cá sau này mà mình đã mua cá về dẫn đến tình trạng cá chết. Cứ làm ổn từ nước, vật liệu lọc, máy bơm ok thì mua cá về nó sẽ rất ổn nha mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người ở những video lần sau. Hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha.